Xin chào tất cả các học sinh khối 8. Thầy tên Trần Quốc Thành, giáo viên dạy thể dục môn trường Trung học cơ sở Hậu Giang. Hôm nay thầy sẽ dạy lý thuyết bài thể dục và chạy ngắn. Về phần lý thuyết thì chúng ta sẽ tập một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh. Số 1, một số hiểu biết cần thiết. Sức nhanh là năng lực thực hiện nhiệm vụ vận động với thời gian ngắn nhất. Sức nhanh biểu hiện ở ba hình thức cơ bản. Hình thức thứ nhất, phản ứng nhanh. Ví dụ, khi nghe tín hiệu hoặc tiếng súng phát lệnh thì dừng hoặc chạy ngay. Hình thức thứ hai, tần số động tác. Ví dụ, số lần bước chân, tưng cầu, nhảy dây hoặc tay bơi của vận động viên trong một thời gian ngắn nhất hoặc quãng đường nào đó. Hình thức thứ ba, động tác đơn nhanh. Ví dụ trong đấu võ, đấu kiếm, bóng chuyền, khi đối phương xuất đòn nhanh hoặc đập bóng nhanh. Ngoài ra, sức nhanh trong chạy 100 m hay chạy cự ly ngắn đối với học sinh phổ thông còn liên quan đến sức mạnh tốc độ. Ví dụ, động tác đạp khi xuất phát và chạy tốc độ sau xuất phát. Thứ hai là sức bền tốc độ. Ví dụ, khi gắng sức chạy 10 m, 20 m cuối trước khi về đích. Phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh. Nhóm bài tập rèn luyện sức nhanh. Vận động viên chạy bình thường. Khi nghe tiếng còi thì chạy ngược lại với chiều vừa chạy hoặc xuất phát ở nhiều tư thế khác nhau hay một số trò chơi đó. Trong lớp 6 và lớp 7, nhóm bài tập rèn luyện phản ứng động tác đơn nhanh. Ví dụ, bật nhảy, gập thân ném bóng, co tay sờ đơn, nhanh, chống đẩy nhanh. Nhóm bài tập rèn luyện sức nhanh tốc độ. Ví dụ, xuất phát sau đó chạy 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, chạy đạp sau. Bật cao, bật xa, bật 3 bước, bật 5 bước. Nhóm bài tập rèn luyện sức bền tốc độ. Ví dụ, chạy 60 m, chạy 80 m, chạy 100 m, vân vân. Ở mỗi cự ly trên cố gắng chạy với tốc độ cao nhất ở 10 m, 20 m cuối cự ly. Nhóm bài tập rèn luyện tần số động tác. Ví dụ, chạy nhanh tại chỗ hoặc di chuyển trong 5 giây, 10 giây, 15 giây trên bàn đạp, thảm quay hoặc chạy xe đạp, đạp lực kế nhanh trong vòng 5 giây, 30 giây, 40 giây, nhảy dây trong vòng 10 giây, 15 giây, chạy nhanh ở cự ly 15 m, 30 m, 20 m, vỗ tay nhanh. Một số trò chơi để bổ trợ phát triển sức nhanh. Một số trò chơi phát triển sức nhanh: chạy đuổi, chạy tốc độ, chạy tiếp sức. Một số bài tập bổ trợ: chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau và chạy gót chân mông. Rồi các em, chúng ta xem lại phần khởi động và tập theo thầy. Thứ nhất, chúng ta khởi động từ theo nguyên tắc từ trên dưới, từ trái sang phải. À, rồi hai chân rộng bằng vai, hai tay chống hông, chúng ta xoay cổ từ trái sang phải. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 và ngược lại, 2 2 3 4 5 6 7 thôi. Xây vai, hai anh ta sẽ khớp vai. Rồi 3 4 5 6 7 8 và ngược lại, 2 2 3 4 5 6 7 thôi. Xây khử tay, 1 2 3 4 5 6 7 8 ngược lại, 2 2 3 4 5 6 7 thôi. Xây cánh tay, 1 2 3 4 5 6 7 8 ngược lại, 2 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác lần, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác bụng, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 thôi. Xây hông, 1 2 3 4 5 6 7 8 ngược lại, 2 2 3 4 5 6 7 rồi. Xây khớp rồi, tay này chạm mũi chân kia, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 thôi. Xây khớp gối, 2 3 4 5 6 7 8 ngược lại, 2 2 3 4 5 6 7 ơi. Xây cổ tay của chân, 1 2 3 4 5 6 7 8 ngược lại, 2 2 3 4 5 6 7 thôi. Gập giữa gối, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 thôi. Rồi căng thân, 1 2 3 4 5 6 7 8 lần 2, 1 2 3 4 5 6 7 rồi. Gập thân về phía trước, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nhớ lưu ý hai gối thẳng nha. 2 2 3 4 5 6 7 thôi. Gập chân sát, 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 2 3 4 5 6 7 thôi. Rồi chúng ta kết thúc cái phần khởi động chung. Rồi chúng ta chuyển qua nội dung mới. Rồi chúng ta sẽ chuyển qua bài thể dục phát triển chung. Bữa hôm nay thì chúng ta sẽ học từ nhịp 1 đến nhịp 8 của bài thể dục phát triển chung. Tư thế chuẩn bị. Đứng tư thế cơ bản. Nhịp 1, tay trái dang ngang, tay phải ra phía trước. Hai bàn tay sắp, mắt nhìn theo tay trái. Nhịp 2, đưa tay sang ngang, đồng thời xoay hai cổ tay thành bàn tay ngửa, ưỡn ngực, mắt nhìn trước. Nhịp 3, đưa hai tay ra trước, bàn tay sắp. Nhịp 4, khiển gót, khuỵu gối, lưu ý khép gối.
hai tay chống hông, thân trên thẳng, mắt nhìn trước. Nhịp năm, đứng thẳng, đồng thời đưa chân trái ra ngang lên cao, chân và mũi chân duỗi thẳng ngang gối, chân phải thẳng, cả bàn chân chạm đất, mắt nhìn theo mũi chân trái. Nhịp 6 trở về nhịp 4. Nhịp 7 về tư thế nhịp 5 nhưng đổi đổi chân và mắt nhìn về bên phải. Nhịp 8 thu chân về tư thế đứng thẳng, hai tay chống hông, mắt nhìn về phía trước. Rồi mời các em xem về phần video thầy thực hiện từ nhịp 1 đến nhịp 8. Tư thế chuẩn bị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thôi. Chúng ta sẽ chuyển qua nội dung thứ hai, đó là nội dung chạy ngắn. Về phần chạy ngắn chúng ta sẽ học về phần lý thuyết. Khái niệm chạy ngắn, chạy cự ly ngắn. Chạy là một trong những kỹ năng vận động cơ bản của con người. Từ thời cổ xưa, con người đã biết sử dụng chạy để đuổi bắt con vật hoặc chạy trốn khi bị chúng tấn công. Qua nhiều năm tháng, chạy trở thành những môn thể thao hấp dẫn, chinh phục thời gian trên những đoạn đường quy định, thể hiện khả năng về sức nhanh và sức bền của con người. Chạy được tổ chức thi đấu theo nhiều cự ly khác nhau, từ 60m, 80m, 100m cho đến 1000m, đến 42.195m mở ngoặc chạy marathon. Dựa theo đặc thù chuyên môn, chạy được chia làm 3 nhóm cự ly ngắn, trung bình, dài. Chạy cự ly ngắn gồm 60m, 80m, 100m, 200m và 400m. Và các cự ly 60m, 80m, 100m chạy trên đường thẳng, 200m, 400m vừa chạy trên đường thẳng, vừa chạy trên đường vòng. Đặc điểm ở chạy cự ly ngắn là cơ thể phải làm việc với cường độ cực đại, tốc độ tối đa trong thời gian ngắn, trong tình trạng nạp oxy. Chạy còn có những loại hình khác như nữa, như chạy tiếp sức, chạy vượt rào, chạy việt dã, với nhiều cự ly khác nhau. Ở trung học cơ sở, học kỹ chạy 60m trên đoạn đường thẳng là chúng ta sẽ chuẩn bị ở học kỳ 1 này. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang động tác ôn tập lại ở lớp 7, là động tác chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi và chạy đạp sâu. Rồi giờ các em sẽ xem thầy thực hiện ở động tác chạy bước nhỏ. Thứ nhất là ta lưu ý ta nâng cái đùi lên và duỗi mũi chân, và sau đó ta miết cái chân xuống và chuyển chân kia lên, và ta thực hiện liên tục. Rồi hai tay chúng ta thả lỏng trước sau, ta đánh trước sau, hai chân chúng ta thực hiện liên tục đổi động tác. Rồi chúng ta thực hiện động tác chạy bước nhỏ, nhớ chân ta sẽ duỗi tại chạy tại chỗ. Rồi đó là động tác chạy bước nhỏ các em đã học ở lớp 7 rồi. Rồi nội dung thứ hai là nội dung chạy nâng cao đùi. Ở động tác nâng cao đùi á, thì chúng ta lưu ý là chúng ta cẳng chân và vuông góc với đùi.
đùi chúng ta vuông góc với thân mình, ta thực hiện động tác từng chân một cho chúng ta đã quen, thực hiện nâng đùi vuông góc, rồi sau đó chúng ta thực hiện động tác chạy. Lưu ý là cái đùi chúng ta cao vuông góc với cẳng chân, đùi và cẳng chân vuông góc, và đùi sẽ vuông góc với thân mình và chạy ở tốc độ. Rồi ở nội dung động tác thứ ba là động tác chạy đạp sâu. Ở lưu ý động tác này đang ta nâng đùi cao và bước dài về phía trước, từ sau nâng cái đùi lên và bước dài phía trước, hai tay chúng ta thả lỏng đánh tự nhiên, rồi thực hiện lại, nâng đùi bước dài tới, rồi ta bước lên về trước, rồi ta thực hiện lại, rồi từng động tác bước từng chân một, bước ta đi thường bước dài, đó đó là động tác chạy đạp sau. Rồi chúng em các em ở nhà chúng ta sẽ thực hiện ở động tác này nhiều lần, từ 10 lần tới 20 lần ha. Rồi ta chuyển sang nội dung tiếp theo là chúng ta sẽ học một số trò chơi hỗ trợ phát triển sức nhanh. Đó là chạy, trò chơi thứ nhất là chạy đuổi. Ở chơi được trò chơi này chúng ta sẽ chuẩn bị tùy theo điều kiện của sân, kẻ hai đường hai hay nhiều đường chạy, kẻ hai vạch chuẩn bị và xuất phát một cách tối thiểu từ 1,5 m, kẻ vạch xuất phát hai vạch, cách vạch xuất phát một từ 4 m tới 5 m, kẻ vạch đích cách vạch xuất phát hai từ 15 m tới 30 m. Trò chơi được tiến hành theo từng đợt chạy do giáo viên cùng học sinh sắp xếp đội hình tập sao cho tương đối về thể lực để cuộc chơi thêm hấp dẫn cho các em học sinh tự chọn. Rồi các em xem cái hình như sau, ta sẽ tập hợp như thế này đó, từ tư này là vạch, này là vạch chuẩn bị, còn vạch này là vạch xuất phát, từ vạch này ta chạy lên đây à, từng đợt một à, từng bạn chạy vô đây rồi qua. Cách chơi khi đến lượt từng đợt, hai nhóm tiến từ vạch chuẩn bị vào vạch xuất phát 1 và vạch xuất phát 2. Khi có lệnh sẵn sàng và chạy, cả hai nhóm cùng xuất phát cao và chạy nhanh, người sau đuổi theo người trước. Nếu người chạy sau đuổi kịp, người chạy trước dùng cánh tay chạm nhẹ vào người bạn, người chạy trước như vậy là thua. Nếu người chạy trước chạy qua đích mà người chạy sau chưa đuổi kịp thì người chạy sau thua. Lượt tiếp theo đuổi vị trí cho nhau, đổi vị trí cho nhau, chạy qua đích xong giảm dần tốc độ, đi thường theo hàng dọc về tập hợp hàng cuối hàng. Ghi chú trò chơi này, trò chơi này trên có thể tổ chức theo nhiều cách xuất phát khác nhau. Ở trò chơi thứ hai là chạy tốc độ. Ở trò chơi này thì chúng ta sẽ chuẩn bị kẻ vạch chuẩn bị và vạch xuất phát một, cách vạch cách nhau tối thiểu từ 1,5 m, kẻ vạch xuất phát thứ hai cách vạch xuất phát một từ 8 m tới 10 m, kẻ vạch về đích cách đồng hồ về đích, tập hợp học sinh theo hàng dọc sau vạch chuẩn bị, những em đến lượt tiến vào vạch xuất phát một và thực hiện tư thế chuẩn bị xuất phát. Cách chơi khi có lệnh
Các em chạy nhanh về đích. Khi người thứ nhất và người thứ hai chạy đến vạch xuất phát 2, cán sự phất cờ để giáo viên bắt đầu bấm giờ. Đó là thành tích của hai người đó. Cũng có thể không bấm giờ và chỉ theo dõi người đến, có phải là người đến đích đến vạch xuất phát 2 trước hay không? Rồi chúng ta sẽ xem cái hình mô phỏng của thầy. Thứ nhất là chúng ta tập hợp bốn hàng dọc, là chúng ta tập bốn đội từ vạch xuất tư thế vạch này, vạch chuẩn bị, sau đó là chúng ta tới vạch xuất phát nè. Ta bước lên vạch xuất phát rồi chúng ta sẽ chạy tới đây, thì đến đây một là thầy sẽ bấm đồng hồ tính từ giai đoạn này, chúng ta sẽ tới giai đoạn này. Từ vạch xuất phát cho đến đích đó là từ 20 m tới 30 m, thì thầy sẽ bấm từ 8, giai đoạn 1 này thầy sẽ không bấm đồng hồ. Hoặc là chúng ta sẽ chạy từ đây thẳng, từ vạch xuất phát 1 ta chạy thẳng về đích luôn. Đó là trò chơi như sau. Rồi sau phần trò chơi xong thì thầy sẽ về phần kết thúc, thì chúng ta sẽ sau phần tập luyện xong chúng ta sẽ thả lỏng đứng tại chỗ, chúng ta thả lỏng tay chân, hít thở trong vòng 2 phút tới 3 phút. Rồi về phần cuối cùng thì thầy sẽ dặn dò ở nội dung chạy ngắn thì chúng ta sẽ tập chạy bước nhỏ di chuyển trong vòng 1 phút tại chỗ, sau đó chúng ta nghỉ ngơi 30 giây, sau đó chúng ta tiếp tục ta chạy tới động tác thứ hai là chạy nâng cao đùi cũng 1 phút, sau đó 30 giây chúng ta nghỉ ngơi 30 giây tiếp tục. Đó chúng ta sẽ thực hiện động tác chạy đạp sau cũng 1 phút tại chỗ, sau đó chúng ta nghỉ ngơi 30 giây, sau đó tiếp tục quay lại là chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, chúng ta thực hiện nó 2 lần. Ở nội dung bài thể dục phát triển chung từ nhịp 1 tới nhịp 8 thì chúng ta sẽ thực hiện từ 5 lần tới 10 lần để chúng ta nhớ, và nhớ mỗi khi buổi sáng chúng ta thức dậy thì chúng ta tập từ nhịp 1 tới nhịp 8 đó vào giờ vào đầu buổi sáng để chúng ta tinh thần ta sảng khoái. Và phần bài tập hôm nay thì là chúng ta kết thúc tại đây, thì chúc các em tập luyện tốt để nhằm tăng cường sức khỏe để chống mùa dịch Covid. Rồi xin chào các em.